đến với chương trình Bạn nghĩ sao? What do you think? Cùng với Trúc Loan, anh Luân Trường và chị Hà Vy. Vâng, Hà Vy xin mến chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, thay mặt công ty đài AVTV cùng với chương trình Bạn nghĩ sao, chúng tôi mến chúc quý vị và gia đình có một mùa lễ hội thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn ấm áp và hạnh phúc thưa quý vị. Và hello Luân Trường. Hello chị Hà Vy và Trúc Loan. Thì không biết là quý vị nghe chữ ngày lễ hội thì không biết quý vị nghĩ đến ngày lễ hội nào. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn mà anh chị tôi mặc đồ vàng vàng như vậy á, không biết quý vị có nghĩ đến là giống như hai con gà tây không? Và hai con gà tây này chuẩn bị được đầu bếp Trúc Loan là đưa vô trong cái lò sau lưng để mà nướng lên đấy quý vị. Thì thật ra nói vấn đề mặc quần áo như bao nhiêu lần chúng tôi cũng có nói chia sẻ quý vị là rất là khó khăn cho anh chị em tôi. Tại vì cũng giống như lần này là Trúc Loan là một người rất là cuồng màu đen. Quần áo chỉ có màu đen mà thôi. Cho nên hôm nay khi mà kêu là thôi chúng ta mặc màu vàng vàng nha. Đó, cho nó cho giống mùa lễ này. Thì Trúc Loan suy nghĩ cuối cùng không tìm ra bộ đồ nào vàng hết. Cuối cùng đã lấy cái rèm cửa màu hơi nâu nâu và quấn thành váy và lên đây cho nó có chút xíu gì đó, nó ngọt cái tiệc gì thế này. Thì nói đến ngày lễ hội thì chúng ta nghĩ đến một cái điều gì? Chúng ta nghĩ đến cái điều gì? Thật ra thì ngày lễ hội đó thưa quý vị, lúc nào chúng ta cũng muốn sum họp với gia đình. Và chúng ta cũng muốn tri ân tới những cái người thân của chúng ta hay là những cái người mà luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta. Tức là ý chị là ngày lễ hội chúng ta nghĩ đến cái chuyện là chúng ta trả ơn. Mà thường chúng ta hay mua những cái phần quà để tặng báo hiếu cho cha mẹ cũng như là thầy cô bạn bè. Đó, như là có ơn phải trả đó. Đúng vậy rồi. Thì nói đến cái chuyện mùa lễ hội mà có ơn phải trả thì cái chuyện nó quá bình thường đi. Quý vị có thấy là show nào hay là chương trình nào cũng phải nói đó hết. Giống như nói về Thanksgiving thì ok, chúng ta đều biết những cái nguồn gốc như thế nào rồi. Thôi thì hôm nay chương trình sẽ làm cái điều lạ hơn xíu là có ơn phải trả thì có thù phải báo, bạn nghĩ sao? Không phải có phải thù báo chút xíu không? Tại vì chúng ta phải cái gì chúng ta phải nhìn nhận hai mặt hết. Để chúng ta thấy được là cuộc sống á, nó không bao giờ nó ngã gì về phía nào quá hết. Để chúng ta phải cân bằng cuộc sống và tâm lý của chúng ta. Đó. Thì bây giờ có ơn phải trả, có thù phải báo, bạn nghĩ sao? Mà chắc chắn là quý vị khán giả cũng như là ba anh chị em chúng tôi trong lòng mình, cả cái cuộc đời của chúng ta chắc chắn là cũng phải có vài mối thù, phải không? Quan trọng là có báo thù hay là không, đúng không ạ? Chứ ai thì cũng sẽ có vài mối thù hết. Bảo đảm là quý vị lúc mới vào đầu show là quý vị thấy cái hình ảnh của ba anh em, quý vị nghĩ chắc là cái show này nó sẽ nhẹ nhàng, ấm áp, đầm thắm tình gia đình lắm. Đúng vậy. Nhưng mà không phải quý vị, cái hình ảnh nó chỉ mang tính chất minh họa thôi. Đúng vậy, đừng phán xét chuyện vở bằng cái trang bìa của nó quý vị nhé. Cho nên đó là cái chương trình này có vẻ sẽ hơi bạo lực chút xíu. Cho nên là mong quý vị mà đang có trẻ nhỏ hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc là đang có những bệnh về tim thì hay những bệnh tâm lý xin ý kiến của bác sĩ trước khi xem cái show này quý vị nhé. Thì bây giờ hỏi bé nhỏ trước đó. Nãy bé nhỏ vô, bé nhỏ cho thấy là bé nhỏ có một cái generation mới. Thì theo em cái câu đó thì em có đồng ý cái chuyện là có ơn phải trả và có thù phải báo hay không? Và những người mà nhìn hiền hiền như vậy á, câu hỏi này rất là khó. Chúng ta khó đoán được, khó trả lời lắm nha quý vị. Nói chung là Trúc Loan thấy là có ơn thì phải trả là cái chuyện tất nhiên. Nhưng mà có thù phải báo thì cái này nó cũng tùy trường hợp. Tùy trường hợp là cái mối thù đó nó như thế nào. Ví dụ như là mình cảm thấy là cái chuyện đó nó ví dụ như là nếu mà mình không thể nào nói là có thù không, nếu có thù mà báo đó, thưa quý vị, thì nghe nó cũng ghê gớm quá. Nhưng nếu mà mình nói là mình thù hận người ta, mình thù hận người ta mà mình không làm gì hết, mình bỏ qua thì nghe nó cũng vị tha quá. Trúc Loan nghĩ là không có phải là tức là Trúc Loan không có vị tha như vậy đâu, đúng không? Em nghĩ là tùy trường hợp đó, Luân Trường. Nhưng mà em nghĩ là thường thì cái lớp trẻ bây giờ Trúc Loan nghĩ cũng không có cái vấn đề gì mà lớn lao tới mức mà phải báo thù một cách nghiêm trọng đâu. Thế em là nghiêm trọng như thế nào? Em thấy thường với cái độ tuổi của em bây giờ thì cái vấn đề thường là xung quanh những cái chuyện tình cảm thôi. Thì ví dụ như là trong chuyện tình cảm thưa quý vị thì mình cũng rất là khó nói. Đương nhiên là ai cũng muốn một cái mối quan hệ tốt đẹp hết, ai cũng muốn dành hết tất cả những cái tình cảm của mình khi mà mình bước vào một mối quan hệ. Tuy nhiên là không có cái gì bảo đảm 100%. Và đôi khi thì có thể là bản thân mình thay đổi hoặc là người khác thay đổi, thì mình không thể nào mà mình lường trước được, đúng không ạ? Thì có những cái trường hợp là sẽ là khi mà phát hiện người yêu phản bội thì rất là khó chịu và muốn trả thù, thì thật sự Trúc Loan thấy là nó cũng không có sai, tại vì người ta sai với mình trước, đúng không? Nhưng mà tùy cái cách mình trả thù. Thì nếu là em thì em sẽ trả thù như thế nào? Nếu là em á, mà người yêu của em phản bội em đi nha, thì cái cách trả thù của em sẽ là em phải thật là đẹp lên.
Ok. Em phải thật là đẹp lên và em phải tìm một cái người xứng đáng hơn, người tuyệt vời hơn em quen, để cho người kia thấy là họ là cái người mất mát chứ Còn không ví dụ phải mà em muốn cho người kia thấy, người kia vẫn giống như có người ta nói đôi khi cái duyên cái phận nó lạ lắm, chúng ta đang quen ta gặp nhau hoài mà chúng ta lỡ chia tay là không gì gặp lại hết. em. Ở lên trường cũng trước cũng quen cô mà khi chia tay xong là cả gần 10 năm không gặp lại luôn, mà cô cũng ở trong vùng này thôi à, đó cho nên nó là nhiều khi em muốn cho người đó thấy người đó không thấy được thì sao. No, em thấy bây giờ rất là dễ, lên trường mình không cần phải gặp nhau để thấy đâu. Tại vì những cái mối quan hệ mà đã kết thúc rồi quý vị, đâu có còn cách nào mình gặp lại. Nhưng mà bây giờ mạng xã hội nè, Instagram nè, Facebook nè, có rất là nhiều cách để mình chứng tỏ những cái người đó, cái người phản bội mình là mình đang hạnh phúc. Và đôi khi là chưa chắc gì họ bỏ mình mà họ sẽ hạnh phúc. Vậy thì cái việc mà em đang quen cái người mới á, là trong đó của em là có ý nghĩa là muốn trả thù người cũ hay là chủ yếu là cho là muốn tìm một tình yêu cho bản thân em thôi? Em nghĩ đầu tiên sẽ là em thật giống như là em sẽ làm cho bản thân em trở thành một con người hoàn hảo nhất có thể để em trả thù họ, để cho họ tiếc nuối. Nhưng mà khi mà mình quen một người mới rồi thì đương nhiên là mình phải thích cái người đó mình mới quen, chứ không phải là mình quen để mình trả thù người cũ. Nhưng mà mình thích cái người đó và mình cảm thấy là cái người đó xứng đáng hơn mình quen. Cái cách mình trả thù chỉ là mình show cho cái người cũ thấy, cũng như là những cái người xung quanh thấy là mình không phải là cái người thua cuộc. Rồi ok, nãy em nói em muốn trở thành một người hoàn hảo. Vậy thì bây giờ thí dụ người đó chia tay bởi vì những lý do là anh quen cô ấy trong thời gian này là tại vì em vậy, tại vì em kia. Thì tức là em sẽ vì những câu đó mà em sẽ fix những cái điều đó hay là sao mà trở thành gọi là hoàn hảo như thế nào? Dạ yeah, đó đúng rồi, lúc nãy em cũng có nói là tùy trường hợp là như vậy. Nếu như mà mình đã làm những tất cả những cái gì mình có thể, mình đã rất là tốt rồi mà người ta vẫn chọn bỏ mình đi theo những cái hào nhoáng khác thì cái đó là họ sai. Nhưng mà nếu họ chứng tỏ được là trong cái mối quan hệ này mình là cái người sai, ví dụ như là mình ràng buộc người ta quá hay là mình kiểm soát người ta quá, mình làm người ta cảm thấy sợ hãi cái mối quan hệ này thì cái lỗi là của mình. Thì mình phải coi cái lỗi là của ai. Ví dụ cái đó là, nếu mà cái lỗi của em thì đương nhiên phải ráng phải rồi. Em đẹp như em đẹp quá đi. Em đẹp quá đi đúng không? Em bước ra ngoài nó là anh cảm thấy khi ra ngoài người ta nhìn em nhiều quá, anh cảm thấy không có an toàn khi đi với em nữa. Anh cứ quen người khác trong lúc mà anh đang quen em. Đúng, như vậy cái là lý do đó là lý do là vỡ mặt. Cũng có lý do đó nha. Lý do đó là sẽ vỡ mặt đó. Cũng có lý do luôn. Ví dụ như là thật ra thì Hà Vi nghĩ rằng cái cách trả thù của Trúc Loan cũng rất là thông minh đó thưa quý vị. Tại vì trong cái tình chuyện tình cảm tình yêu thì mới đơn thuần là người yêu thôi. Người yêu thì trong cuộc đời của chúng ta có người chỉ yêu một người duy nhất cho tới già và khi lấy nhau. Nhưng có nhiều người họ cũng trải qua 5, 7, 10 mối tình, thậm chí là mấy chục mối tình, chưa kể là những cái mối tình mà vài ba tuần thôi đúng không? Đúng. Nên là cái chuyện mà yêu nhau rồi chia tay nhau thì cũng không cần phải trả thù nó sâu đậm đâu. Trừ khi mà cái anh này làm cho cô này có con, có bầu, sau đó là bỏ của chạy lấy người thôi. Thì là những cái mối thù đó thì Hà Vi thấy trên thực tế đó họ trả thù rất là sâu đậm. Và ở Việt Nam thì nó khác với ở Hoa Kỳ. Nếu như mà mình mà làm cho cái người phụ nữ kia có bầu thì là ở Hoa Kỳ thì nó có những cái luật nên là nó sẽ hỗ trợ cho cái người phụ nữ nhiều hơn ở đúng Việt rồi. Nam. Nếu như là trường hợp chị là người phụ nữ đó thì sao? Nếu mà Hà Vi là cái người phụ nữ đó mà chẳng may bị cái người đàn ông họ làm cho mình có bầu, do đó họ bỏ mình đó thưa quý vị, thì ở Hoa Kỳ thì họ cũng có những cái bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em, thì cứ đè đầu cái người đó ra mà nuôi con thôi. Ví dụ người đó bỏ về Việt Nam họ ở luôn sao? Cái người đó họ về Việt Nam họ ở luôn. Họ về Việt Nam nhưng mà họ vẫn là ở Hoa Kỳ thì vẫn có những cái giấy tờ hồ sơ của họ ở đây. Không, tức là họ mỗi năm họ vẫn phải khai thuế. Thật ra mình cũng không cần, họ đã bỏ mình rồi thì mình cũng không cần là phải sống với họ hay là đi chạy theo họ thưa quý vị. Mà cái quan trọng là cái trách nhiệm với cái cuộc tình này và cái đứa con thôi. Vậy thì chị có thù hằn người ta hay không? Và chị có làm cách nào để chị báo thù hay là chị làm cách nào để chị hả cái cơn giận của chị? Thật ra thì khi mà mình chẳng may mình có gặp phải những cái tình huống chúng ta mà có con như vậy đó, cái ngoài mà việc ngoài ý muốn thì mình phải chấp nhận cái lỗi lầm của mình. Tại vì mình chưa có đến cái thời điểm mà mình muốn có con mà bây giờ mình đã chót thì cái đó cũng là lỗi của mình. Thì mình cũng không có thể thù cái người kia được. Lúc sướng thì cùng hưởng mà bây giờ có chuyện thì chúng ta phải cùng chịu thôi. Vậy là đối với chị thì chị thường thường là chị có bao giờ chị trả thù trực tiếp với cái người đã tạo ra một cái gì đó tổn thương cho chị chưa? Thật ra mà cuộc sống của Hà Vi thì chưa có gì mà thật sự mà tổn thương đến mức phải trả thù. Chưa có một cái chuyện gì mà nó quá là lớn lao. Nhưng mà trên cuộc sống hàng ngày đó thưa quý vị thì là quý vị cũng có thể thấy là rất là nhiều những cái cuộc trả thù vừa là bắn chém giết nhau hay là bom đạn đó cũng là việc về cái việc trả thù đúng không? Đúng rồi. Là cái cuộc sống mà về vợ chồng đó thưa quý vị thì trả thù rất là nhiều. Có nhiều những cái câu chuyện thưa quý vị là những cái người vợ họ khi mà người chồng họ ngoại tình và họ trả thù cái ông chồng bằng cách là cắt cái của quý của chồng.
Rất là nhiều Hà Vi đã đọc ở trên, kể cả ở Việt Nam cũng có, như là ở Cần Thơ có một cái chị này đó thưa quý vị, là do anh chồng có cái tính mà lăng nhăng khi mà vợ có con rồi chê vợ xấu, đi ra ngoài ngoại tình, rồi là vợ mới bắt được quả tang ở nhà nghỉ, thì lúc này đang nhậu xỉn, uống xỉn về nhà và chỉ chờ khi mà cái người chồng họ ngủ say thôi là quấn họ vào cái võng đó, sau đó là cắt cái cổ quý của người chồng giục ra ngoài ngoài sân đó thưa quý vị, rồi ôm con bỏ về nhà ba mẹ. Wow. Đấy là một cái cách trả thù rất là dã man đó, đúng không? Chị có đồng ý với cách làm của cô ấy không? Thật ra thì cái cách trả thù như vậy là cũng sẽ bị ảnh hưởng tới pháp luật thưa quý vị, nếu như mà cái người chồng này họ kiện đó. Và cái quan trọng là cái của quý đó nó có gắn lại được hay không? Tại vì nếu mà để lâu quá hay là quăng ra sân mà chó mèo nó tha đi là không có gắn được. Không, mà đương nhiên đã say xỉn cái đó mà quấn lại cái đó thì chắc chắn là không cứu nổi. Không cứu nổi đâu ạ, đúng rồi. Dạ, thì cái việc mà cái người phụ nữ trong cái lúc mà họ đang lòng đang thù hận dâng trào thì họ không có kiểm soát được cái bản thân của họ. Mình cũng không có oán trách người ta được. Cho nhưng nên... mà cái hành động của họ đó thì có thể là một cái bài học cho tất cả những cái người phụ nữ khác. Cho nên thật sự Lương Trường thấy là đàn ông nó khác phụ nữ ở một cái chỗ, nếu chúng ta đang có gì bực mình á, chúng ta muốn phát tiết liền, chúng ta muốn chờ, chúng ta không muốn phải tạo ra một cái, phải có một cái plan gì, một cái kế hoạch gì ghê gớm hết. Mà người phụ nữ thì rất là thâm, gọi là thâm cũng phải gọi là rất là sâu sắc, và theo đó là sử dụng trí tuệ dữ dội lắm, đã sử dụng là sử dụng kinh khủng lắm, không ai đoán được hết đó. Cho nên đó là khi mà người phụ nữ mà đã trả thù á thì không biết là phải lường một cách nào hết, nhưng mà người đàn ông thì đa số chỉ là một là chửi, hai là quýnh hết thôi à, chứ không có gọi là cái gì mà khác biệt nhiều hết trơn á. No, nhưng mà bây giờ cái vấn đề em muốn hỏi nãy giờ là hai đứa mình bị hỏi cung rồi đúng không? Cái chuyện mà mình hỏi anh Lương Trường là từ trước đến giờ là anh có trải qua những cái vấn đề nào mà làm cho mình tổn thương người ta, tổn thương mình hay không? Actually thì bản thân anh đã từng, trong nếu như nãy anh nói chuyện tình cảm thì nói về tình cảm đi, thì bản thân anh cũng đã nhiều lần bị tổn thương trong tình cảm. Rồi nhưng cách mà giải quyết như thế nào? Cách giải quyết á là tại vì bản thân anh suy nghĩ nè, cho dù mình quen một người nào á, nó có dẫn đến kết quả tốt hay không tốt thì cái điều đó cũng tạo ra bản thân mình ở hiện tại. Nếu như bản thân mình ở hiện tại cảm thấy soi trước đây á có những cái điều gì mình tốt trưởng thành hơn á, thì cho dù cái chuyện đó làm rất là đau thì mình cũng phải bỏ qua. Và bản thân anh đã làm như vậy từ trước đến giờ. Anh không bao giờ đi quay đi lại đi nói xấu những người mình đã quen, hoặc là mình đi mà mình đi giống như là mình cảm thấy là mình cứ gọi là mình cứ nhai 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 cái chuyện nó hoài, đúng không? Anh không có vậy, tại vì anh cảm thấy là mỗi khi đến bây giờ chẳng hạn vậy, hay là những cái nứt thời gian trước đây, thì anh đều cảm thấy là những cái điều trải qua đó là những điều mà mình chấp nhận để mình trở thành một người hoàn thiện hơn. Nhưng mà cũng khó, tại vì đàn ông á, khi mà họ mà có những vấn đề tình cảm á, thì hiếm có người nào mà ủy mị tự vẫn hay là người ta đau buồn lắm. Họ có thể đi quen ngay một người phụ nữ khác trong cái thời điểm đó. Đó là về tình cảm, như how about cái công việc thì sao? Đúng rồi. Tại vì có thể là trong cái vấn đề công việc, những đồng nghiệp với nhau mà chơi xấu nhau thì mình trả thù như thế nào? Công việc cũng có luôn. Đúng không? Công việc cũng có luôn, tại Lương Trường đã rơi một cái hoàn cảnh đó là cái người đó, tức là cái công việc đó Lương Trường làm từ ANG hết. Cái người đó, tất cả công việc trước giờ Lương Trường làm, người đó đều lấy công là người đó hết, tại người đó là sếp của Lương Trường. Người đó lấy công là người đó hết, nhưng mà đến khi có một problem là tại người đó làm problem, người đó lại đổ dồn hết cho Lương Trường mà Lương Trường không biết chuyện đó. Cuối cùng là Lương Trường mất cái job đó. Nhưng mà Lương Trường thì sau này Lương Trường mới phát hiện ra cái chuyện đó, thì Lương Trường cũng tức lắm, nhưng mà Lương Trường chỉ làm một cái chuyện là thôi, cái chuyện nó đã qua rồi, bây giờ không lại đi kiếm nó chửi là em sao đó làm vậy. Cái quan trọng là cái người mà họ nói cho anh biết đó là cái người mà sếp của người đó nữa. Tức là người đó phát hiện ra là những cái công việc trước giờ Lương Trường làm rất là tốt, chỉ có cái điều sai đó không phải của Lương Trường mà do cái người kia. Thì cái đó là cái chuyện Trường muốn biết thôi, tức là thật sự những cái công việc trước giờ mình làm có tốt hay không. Người đó là tốt, và cái người sếp đó cũng thấy được là cái khả năng của mình. Đó là cái điều được Lương Trường quan trọng. Còn cái chuyện mà ok mình đã bị mất công việc bởi người đó đó thì nó cũng đã qua rồi. Cũng nhờ như vậy mà Lương Trường có những sự đụng chạm với những công việc khác. Thì đó là cái điều. Tại Lương Trường chưa rơi vô cái hoàn cảnh là ở tận cùng quá đi, cho nên Lương Trường chưa biết lúc đó mình sẽ như thế nào. Nhưng mà bản thân Lương Trường thấy là Lương Trường được một cái, Lương Trường không có nóng, cũng có những lúc nóng, nhưng mà mình biết mình đã từng có những cái nóng trong quá khứ thì mình đã biết cách kiểm soát nó, kiềm chế nó và tự hiểu bản thân mình. Sau khi anh Lương Trường nhắc đến cái vấn đề là có những cái nóng trong quá khứ, em lại rất là thắc mắc. Có nghĩa là trong quá khứ có chuyện gì xảy ra mà làm cho anh có những cái thắc mắc, là sự gây mà lộ. Có bao giờ anh có muốn báo thù người ta chưa? Thật ra thưa quý vị, những cái vấn đề về báo thù mà cá nhân hay tình cảm nó rất là còn nhiều chuyện lắm.
Mà bây giờ thì thời lượng của phần 1 nó cũng khép lại rồi. Quý vị vẫn giữ băng tần và chúng tôi sẽ quay trở lại. Và Hà Vy cũng mong sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của một cô gái báo thù với người yêu cũ như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 57.7 của đài AVA TV và chúng ta đang trở lại với chương trình Bạn nghĩ sao? What do you think? Phần 2 ngày hôm nay với chủ đề là có ơn phải trả, có thù phải báo. Bạn nghĩ sao? Nghe mẫu mẫu báo, mẫu báo, mẫu báo, mẫu báo. Trước khi mà cái phần 1 kết thúc thì Trúc Loan đã hỏi xoáy lại Luân Trường là trước giờ nếu như Luân Trường đã từng nóng tính thì bây giờ mà Luân Trường có thể hiện cái sự báo thù gì hay chưa? Thì thật ra thì cũng có, lúc đó đi học nhỏ lắm, đi học nhỏ lắm thì bản thân của mình là hồi đó mình gọi là mình Luân Trường không nhớ rõ chuyện gì nữa, mà Luân Trường chỉ biết là Luân Trường bị người ta làm cái gì đó, nhưng mà cuối cùng Luân Trường lại đem cái chuyện khác người ta, Luân Trường đi mách lẻo với là cô giáo, thầy giáo. Mình gọi là lấy chuyện này mình bá chuyện kia đó, nói chung cách trả thù như vậy. Hoặc là sau này lớn hơn chút xíu thì là tính tình nóng, cho nên đôi khi là có quen được yêu thì hai người đều nóng hết, cả lộn sao chị sao mà đúng cả lộn như sao luôn. Đó, mình không ai nhường ai hết rồi, đó là một cách không hẳn là trả thù, nhưng mà mình không chịu nhường người ta. Chứ nó không phải là mình trả thù thì đó. Mình nóng tính á. Rồi còn sau đó thì có những cái chuyện khác, nhưng mà Luân Trường thì không có dạng đi như xưa nữa, tức là mình biết được cái chuyện đi bách lẻo này kia nó không có tốt, cho nên mình cũng không đi bách lẻo nữa. Giống như vừa rồi thì có những vài chuyện nó ập tới với là gia đình của Luân Trường bởi một cái người đó, nhưng mà Luân Trường chỉ nói chuyện thẳng người đó thôi, Luân Trường chỉ nói những điều gì đó làm sai và thế thôi, mình block người ta chứ mình không có đi và mình đi nói xấu qua người lại, đúng không? Đúng rồi, thì Luân Trường chỉ làm vậy thôi chứ Luân Trường không có làm gì khác hơn. Thì trong tương lai Luân Trường không biết được, tại vì bản thân mỗi người sẽ có những cái limit mà bây giờ mình chưa có khám phá cái limit nó nằm ở đâu. Ở mỗi cái hoàn cảnh sẽ có những limit khác nhau. Nhưng mà cũng về vấn đề mà tình cảm, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà phụ nữ họ trả thù đàn ông, thưa quý vị. Giống như là ở bên Đài Loan á, có một cô gái khi mà quen anh này rất là lâu rồi, cũng phải 5-6 năm rồi, nhưng mà anh này thì lại bỏ cô đó. Có một thời gian là anh nó bỏ, nói chung là nói là chia tay, bây giờ không hợp nữa. Thì một thời gian dài như vậy phụ nữ họ rất là đau lòng, 6 năm rồi mà nói là không hợp, phải không? Nên là trong lòng rất là ấm ức, và phát hiện ra anh này đi tới những quán bar tán tỉnh những cô gái khác là mà âm thầm trả thù. Và cô này trả thù bằng cách nào? Một cách mà rất là tuyệt chiêu, thưa quý vị. Chưa bao giờ Hà Vy thấy ở trên cái cuộc sống cũng như ở Việt Nam. Là ban đêm cô này cố giải vàng mã hết cái khu phố nhà anh này, giải vàng mã đầy luôn đó, thưa quý vị. Sau đó là treo một cái khung ảnh trước cửa nhà anh này, giống như là ảnh của cái anh này. À, treo cái khung ảnh đó. Báo trước là sắp chết rồi đấy. Đó, thế quý vị thấy là kinh khủng khiếp không? Và rất là độc đoán, đúng không? Thì một cô gái khác khi mà cô... Cuối cùng cái anh đó như thế nào? Anh đó gặp cái cảnh đó thì anh đó như thế nào? Thì khi mà cô làm cái việc đó vào là buổi ban đêm, thì buổi sáng 5 giờ sáng thì có một cái cô gần nhà anh này, cô đi chạy tập thể dục. Cô mới phát hiện ra là sao mà cái hình ảnh của anh này giống như người đã chết rồi, là vàng mã thì chảy đầy khu phố. Thì cô rất là hốt hoảng, tại vì cô biết anh này còn sống, vừa mới gặp tối hôm qua xong. Thì cô mới báo cho cái gia đình nhà anh này. Sau đó thì họ mới báo cho cảnh sát, thưa quý vị. Và điều tra theo những cái camera ở trên đường á, thì mới phát hiện ra là thủ phạm là cô người yêu cũ. Do đó thì họ cũng cảnh sát điều tra và mới biết rằng là cô này cô ấm ức, và khi cô bị chia tay như vậy nên là cô mới hành động trả thù anh này như thế. Tức là cái anh này mỗi đêm đi tìm những cô gái khác, là trong lúc vẫn còn đang quen hay là đã chia tay rồi mới đi tìm những cái cô kia? Đã chia tay rồi, nhưng mà cô này cũng không đồng ý không cái lý do chia tay. Đó. Không cam tâm, đúng không? Dạ, tại vì thật ra thì quen nhau mà một thời gian là mình cũng thấy không hợp thôi, được rồi. Mà 6 năm ăn ở chung nhà đã hết cái tuổi xuân với người ta rồi. Bây giờ nói là không hợp chia tay. Không, thật sự Luân Trường cái nghĩ đó không chấp nhận được. Đó. Phụ nữ không chấp nhận, nhưng mà thật sự quý vị sẽ nghĩ là tại sao có nhiều người cưới nhau cả 10 năm cuối cùng những cơm không làm cái ngọt cũng phải đi vậy thôi. Đúng không? Tức là cái chuyện không hợp á, nó phải đôi khi là thời gian đầu á, quen nhau còn thương mình còn chấp nhận, đúng chưa? Từ từ á, cái tình cảm thương mà dạng yêu xây đắm như xưa đó không còn lý trí á, thì từ từ nó sẽ bị thay, nó bào mòn đi,
nó được thay thế bởi một cái sự thân thiết, một cái sự cảm giác khác bên cạnh cái chuyện yêu và nồng say. Nhưng mà cái việc mà tình cảm yêu đương trai gái thì nó có vô vàn lý do để mà yêu nhau rồi chia tay nhau. Nhưng mà đa phần thì quý vị thấy là phụ nữ lúc nào họ cũng nghĩ rằng là họ bị thiệt thòi. Cái thứ nhất là cái tuổi xuân của họ thì nó trôi qua rồi, là họ già, trong khi mà chia tay một cái lý do lãng nhách thì họ có cái âm mưu để họ trả thù như vậy đó. Thì thật ra cái cách trả thù như vậy thì cũng làm tổn thương và làm ảnh hưởng tới hàng xóm, và sau đó thì cảnh sát họ phạt. Vậy nếu chị này, nếu chị là cái cô gái đó thì cái lý do nào sẽ làm cho chị cảm thấy thoải mái để mà chị cho anh ấy đi luôn? Thì cái lý do giống như là Trúc Loan đã chia sẻ rồi, là khi mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta quen nhau, chúng ta bị chia tay như vậy thì phụ nữ lúc nào họ cũng rất là sâu sắc, họ dễ bị tổn thương và trong lòng thì rất là bất ổn. Vì có những người bạn mà sau khi mà bạn trai chia tay là họ rất là buồn, thậm chí có những người đó đi kiếm bao nhiêu là thầy bói thưa quý vị, một lúc mà đi kiếm 10 người 20 người thầy bói á, để tại vì họ quá yêu cái anh này, họ muốn rằng là để coi xem là tương lai như thế nào. Sau đó thì họ tự hại bản thân mình, họ giày vò tinh thần, ăn không được, ngủ không được và không tốt cho cái người bạn, những người bạn của Hà Vi. Vậy thì cái lý do nào chị sẽ hài lòng để mà chị chấp nhận chia tay hơn là cái lý do là không hợp? Thật ra thì lý do mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Luân Trường, có thể là mình khi mà chúng ta quen nhau, giống như Luân Trường nói là trong cái thời gian đầu cái gì nó cũng đẹp đẽ, đúng không? Nó cũng lãng mạn. Khi mà chúng ta sống với nhau thì nó có nhiều những cái việc mà chúng ta không chấp nhận được cái tính xấu của người kia. Thì là đơn giản thì mình chia tay thì mình phải chia tay làm sao cho nó có một cái chút thời gian. Chứ mình mà làm đột ngột quá nó làm đau cái tức là cái chị nói là theo chị như là anh nghĩ là chúng ta thời gian này anh cảm thấy là tình cảm không còn như xưa nữa, hay chúng ta cho nhau một thời gian riêng để suy nghĩ một ngày này, ý là chị là vậy hả? Hoặc là mình thôi chứ câu chuyện đó ra bàn, có nghĩa là hai người phải nói với nhau cái vấn đề ở đâu, cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó, fix cái vấn đề đó, còn nếu không được thì mới chia tay. Có nhiều cách lắm. Có nhiều cách, đúng rồi. Còn ví dụ bây giờ đôi khi người đàn ông á, đôi khi thôi nha, chứ không phải là không có vậy vậy. Đôi khi ngồi xong mình biết rồi đó. Người đàn ông à, chắc cũng vậy. Người đàn ông nha. Thì ví dụ như là họ đang muốn chia tay nhưng mà họ cũng không muốn người làm người phụ nữ đó phải đau đớn như hàng gì đó. Thì là họ cũng phải kiếm một lý do, đôi khi không phải lý do thật, nhưng mà họ phải kiếm lý do để mà nó làm cho người phụ nữ kia cảm thấy là chấp nhận được. Cũng được, không thì sao, một lý do hợp lý cũng được. Thì cái việc là bây giờ đem cái chuyện nó mổ xẻ thì kêu là không hợp nhau là chính đi. Ví dụ đối với anh này thật sự hai người không hợp nhau, mà bây giờ qua đem cái chuyện là tại vì bây giờ ở chung với nhau quá mà tối em ngủ em ngáy quá anh chịu không nổi, nó ủa sao năm sáu năm gì rồi em ngủ em ngáy anh vẫn ok chẳng hạn vậy. Ví dụ là anh không ok thì bây giờ cuối cùng từ đó mới nói cái chuyện là không hợp nhau, nhưng mà liệu như vậy người phụ nữ có chấp nhận cái chuyện đó hay không, đúng không? Ừ. Ví dụ đó em đi mà ví dụ đó là ủa sao sáu năm qua em ngáy tầm trời luôn mà hàng xóm còn chửi, mà sao anh không chửi em, mà sao bây giờ đùng cái anh lại đợi chia tay đi em ngáy như thế vậy. Mà thật ra lúc mà Hà Vi mới qua Mỹ đó, cái người cousin của Hà Vi luôn luôn là răn đe mình, nói là quen ai quen nhé, ở Hoa Kỳ nhất là quen với những người mà ngoại quốc á, quen á mà khi chia tay phải làm sao cho nó vui vẻ, chứ mà nó không vui vẻ nó cầm súng nó bắn bèn bèn luôn đó. Tại vì ở đây thì mình sử dụng những vũ khí đó có giấy tờ xin giấy phép thì cũng không khó lắm, nên là chứ nó rất là nguy hiểm đấy, thấy không, nên là rất là sợ. Nhưng mà nãy mình nói là có thù phải báo, nhưng mà báo chứ người đó, nhưng mà có chuyện báo với những người khác không? Ví dụ như là Luân Trường cũng đọc cách đây cũng mười mấy năm đó, cứ cô đó mà cổ bị người đàn ông mà như là quen cổ xong rồi đó, cái xong rồi cuối cùng là như là giày vò cổ sao đó, cuối cùng là cổ buông thả cuộc sống luôn, và cuối cùng là cổ phát hiện là cổ bị bệnh S luôn. Cuối cùng cổ đi trả thù bằng cách đó là cổ trả thù đàn ông chứ không phải trả thù cái người đó. Tức là cổ đi cứ quen hết người này quen hết người kia, ngủ để mà truyền cái bệnh đó cho người ta. Cái đó hình như Hà Vi cũng có đọc ở Việt Nam đó thưa quý vị. Cô này sau đó là cô cho miễn phí, cho free hết là người đàn ông. Đúng rồi, thì cô có cách trả thù là trả thù đàn ông và trả thù đời đó. Thì cái cách trả thù này thì khi mà chúng ta đặt ở cái vị trí của cái người phụ nữ này thì mình mới hiểu nổi, bởi vì người ta đã là hết cách rồi, trước sau cũng chết, đúng không? Nên đúng rồi, người ta hận thù trong lòng quá rồi, nên là người ta không có làm cách nào người ta trả thù được cái người đàn ông kia, thì người ta nghĩ chung chung thôi. Dạ, tôi không biết là về cái chuyện trả thù á, đàn ông với là phụ nữ thực sự nó có cái chuyện trả thù một cái mức gọi là mức độ quá nặng á, có sự khác biệt nhau giữa hai giới hay không? Theo chị, theo bé. Thường thì em nghĩ là cái việc mà trả thù của đàn ông và phụ nữ á, có thể là nó sẽ khác nhau.
Tại vì đàn ông thì cái xu hướng họ nghĩ đến những cái chuyện mà bạo lực sẽ nhiều hơn là phụ nữ. Họ đánh, họ họ sẽ đánh đập nhiều hơn để họ trút giận. Phụ nữ không đánh đâu, nữ còn với cách. Còn phụ nữ thì em nghĩ là họ đó có thể là họ sẽ dùng cái đầu nhiều hơn, tại vì họ biết là nếu mà đánh thì đánh không lại, đúng không? Thì mình phải có chiêu trò hay là mình phải có một cách nào đó mình trả thù lại, chứ mình đánh cái sức lực mình không có. Thì em nghĩ là đàn ông sẽ nghiêng về về cái chuyện mà bạo lực nhiều hơn, còn phụ nữ thì có thể là họ sẽ trả thù một cách gì đó mà nó dùng cái đầu nhiều hơn đó. Ở Việt Nam mà có cái câu mà sư tử Hà Đông đó thưa quý vị, đặc biệt đó là họ thấy đàn ông mà cái nào mà làm cho họ sướng nhất thì họ trả thù cái đó. Cái nào mà làm cho họ sướng nhất thì họ trả thù cái đó. Cái nào mà làm cho họ sướng nhất thì họ trả thù cái đó. Ăn được là phá luôn. Đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm giàu lên cho họ yêu tiền đi, đúng không? Chứ mà họ trả thù cái tiền nó chắc không liên quan với mình hết. Bây giờ nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta nói trả thù là khi người ta gây thù với mình. Nhưng mà chúng ta nói có chuyện là có bao giờ chị Hà Vy hay là bé Trúc Loan mà trả thù cái người đó nó bởi vì người đó tạo ơn, giống như là gọi là người ta hay nói câu là làm ơn mắc quán á. Tức là mình lấy quán mình báo ơn chưa? Có bao giờ mình làm gì chưa? Thật ra thì không biết là với quý vị khán giả như nào, chứ với Hà Vy thì thường người ta làm ơn nhưng mình phải biết ơn lại chứ sao mà mình lại trả thù. Tại đúng, đôi khi là những người đó mình đã ghét từ xưa rồi. Mình không biết vì sao mình có những cảm giác rất là ghét. Xong rồi á, đôi khi những cái gì người ta làm cho mình á, người ta giúp mình nhưng mà mình lúc là cũng có một lý do bào chữa cho cái chuyện đó, là người ta có ý đồ này ý đồ kia. Hiểu không? Tức là lúc nào mình cũng có một, tại vì em biết là trước đây á, là có một cái cô kia, là cái cô đó, tại cô đó trước đó quen với người mà có vẻ cái tướng mà có hao hao em, cho nên á, là cái cô đó là bạn thân của cái người mà em đang quen lúc đó. Cho nên á, khi mà cái người đó đang quen em á, là cái cô này ngăn chặn qua. Tức là cho dù á, có những cái gì đó em giúp đỡ cái cô này á, cổ vẫn nghĩ cái chuyện đó là giả tạo. Hiểu không? Rồi cuối cùng cũng là đi nói xấu em hết. Rồi qua bao chuyện mấy năm á, cuối cùng cổ nhận ra là em khác người yêu cũ cổ, tại cổ quen người khế, cái quen người mới đó là bạn thân của em. Từ đó mới biết rõ về mình hơn, mới không còn cái suy nghĩ đó nữa. Thì đó là sao mình nói là làm ơn mất quán, là lấy bác quán hóa ơn là vậy đó. Tức là người ta giúp cho mình nhưng mà ở đâu đó trong cái thâm tâm mình không công nhận đó là cái sự báo ơn. Đúng rồi, thật ra thì cái chuyện này đó quý vị cũng có rất là nhiều ở ngoài cuộc sống đời thường. Hà Vy cũng đã từng chứng kiến ở một cái công ty cũ, thì là cái cô này giúp cho cái cô kia để mình được vào có việc làm, thăng quan lên, mình giống như là mình thăng lên những cái vị trí cao. Sau đó thì chính cái người đó, cái người mà được giúp á, họ lại chơi lại cái cô mà giúp. Có nghĩa là họ lại hợp tác với những người khác và một cái người sếp, sau đó là đá cô này xuống dưới luôn để họ lên trên cái vị trí cao hơn. Thì cái đó cũng là một cái cách mà người ta đã làm ơn giúp cho mình có công việc, sau đó mà trong cái công việc làm mình đã có cái sự tham vọng cao lên thì mình lại báo oán lại cái người đã giúp mình. Thì cái đó thì trong cuộc sống là Hà Vy cũng đã thấy có rất là nhiều. Bản thân chị có gì chị làm được chưa? Bản thân Hà Vy thì những lúc cái nhỏ người... thì bây giờ thường lúc nhỏ ta ít khi suy nghĩ nhiều cái chuyện này. Lúc nhỏ đi học, đó, đi nha. Học thì thật ra đó thưa quý vị, nếu như mà đi học thì các bạn mà có chơi xoáy mình á thì mình cái mét cô giáo thôi. Chứ lúc đó cũng đâu có biết trả thù lại họ đâu. Còn em sao? Nếu mà nói lúc nhỏ thưa quý vị thì đương nhiên là con nít thì nó dễ rất là dễ xích mích với nhau. Thì Trung Loan nhớ là lúc nhỏ Trú Loan cũng có một cái người bạn, có nghĩa là rất là thân, tại vì chơi chỉ có ba người thôi. Và cái bạn này thì cũng rất là xinh đẹp và Trú Loan cũng thích đi văn nghệ, thì bạn này cũng đi văn nghệ, nhưng mà lúc đó thì mình cũng may mắn là mình hát được, mình được đi hát được vào cái đội hát, còn bạn này thì vào đội múa, và bạn thì không thích múa, bạn chỉ thích hát thôi. Còn em không thích hát, em thích múa thôi. No, em thích cả hai. Thích cả hai, tại em tham gia hai đội, bạn thấy ok. Đó, nhưng mà vấn đề là bạn thì bạn thích hát thôi, và sau đó là bạn cũng ghét mình mà mình không biết. Và mỗi ngày á, là tại vì nhà bạn gần nhà em thì em hay chạy qua em đón bạn, rồi em nhớ có một lần á, là oái âm là em qua em đón bạn, mà nhà bạn thì cái đường nó rất là, nó có những cái ổ gà đó, chạy á nó bị té, và cuối cùng là cái áo dài của em quấn vào cái xe em té rất là nặng luôn. Thì mình cảm thấy là mình rất là quý bạn, nhưng mà sau đó đó là khi mà một thời gian á, tự nhiên em thấy là những cái người bạn trong lớp của em tránh xa em ra, mà em không biết tại sao họ tránh xa em. Thì cuối cùng á là một hôm em chịu hết nổi rồi, em mới lại nói chuyện với những cái người bạn cũ của em, đó là ủa tại sao nghỉ chơi với tôi vậy, tôi thấy tôi đâu có làm gì mọi người đâu. Bắt đầu bạn mới kể ra là ồ cái người mà em hay đưa đón mỗi ngày á, là nói là em á, là
Có nghĩa là em chơi với mọi người trong lớp thôi, nhưng mà em không có thật sự thích mọi người trong lớp. Em rất là coi thường những cái người trong lớp, em giả tạo này nọ kia, và cuối cùng bạn bè em nghỉ chơi với em. Thì thật sự cái chuyện nó xảy ra lúc đầu đó là em đối xử như này với người đó. có nghĩa là những cái người mà hiểu lầm mình á, thì khi mà mình nói chuyện với họ như vậy thì mình cũng giải thích rõ cho bạn bè mình nghe, mình cũng kể những cái gì mà mình đã bỏ vào cho cái mối quan hệ tình bạn đó. Nhưng mà sau đó khi mà mọi người nghe được thì mọi người mới thấy là ồ, thì ra là cái câu chuyện nó là như vậy, tại mọi người nghe cái hướng khác. Thì mình không rõ được là cái người kia kể cái gì, bạn bè em nó cũng không có kể lại rõ chi tiết. Em rồi sau chuyện đó, cái cô đó em có đối xử cô đó như thế nào? Em nghĩ là hết trò đi qua rước cô đó đi học hay không? Không, hay sao? Sau đó đó là trong cái lúc mà vừa mới biết đó quý vị, thì rất là hận cái người bạn này. Tại vì biết nhau từ nhỏ tới lớn, mà lúc nhỏ là mình cũng nghe sơ sơ những cái câu là bạn này rất là ganh tị với mình. Có nghĩa là em có cái gì là bạn sẽ mua một cái y chang như vậy, em đi cắt tóc, em làm cái gì bạn cũng sẽ làm giống nhau. Thì mình nghĩ là bạn thân quá thì làm giống nhau thôi, chứ đâu có phải là họ ganh tị với mình đâu. Nhưng mà sau đó là khi mà lớn lên mà lúc đó em nhớ là cái giai đoạn lớp 10 đó, thì khi mà biết những cái câu chuyện đó nó rõ rệt hơn rồi thì em mới thấy là thật sự là cái người này họ không thích mình. Và nếu mà họ không thích mình thì không có lý do gì mà phải chơi nữa hết. Em có chửi họ trước khi mà rất là muốn chửi. Rất là muốn chửi, quý vị ơi, rất là muốn chửi, trong lòng rất là muốn chửi, nhưng mà cái bản tính chửi không được. Có nghĩa là gặp cái người đó hả, đi gặp cái người đó rất là muốn lôi cái người đó ra để nói chuyện rõ, kiểu mà hai mặt một lời cho nó rõ ràng với nhau. Nhưng mà khi mà nhìn thấy giận quá, thứ nhất là giận quá, thứ hai cũng thất vọng. Tại vì mình đã qua, mình đón đưa, mình té mình như thế, nhưng mà cuối cùng mình nhận là cái đó là khi mà đi ngang lướt qua nhau đó quý vị, nhìn nhau mà lúc đó là Trúc Loan chỉ thầm cảm thấy là thôi, cái mối quan hệ này là dừng rồi, không có thể nào mà tiếp tục được nữa. Em giống anh cũng có đứa bạn không á, chửi được luôn á, không có nó, chửi nó được luôn. Bị một cái trường hợp cũng giống em vậy đó, nó rất muốn chửi đó nhưng mà nó không chửi được. Là tại vì khi mà nó muốn chửi là nó bị cà lăm mà. Mà đôi khi là ta cái là phải chừng 5 phút được kêu bỏ đi, chưa nói được chửi hai nên kêu bỏ đi cái điều này. Cho nên cứ muốn chửi mà chửi không được là bị cà lăm thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ đến với phần 3 cho vị nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện là bây giờ này chúng ta báo thù bằng cách là trả thù rồi. Thì nếu chúng ta có giờ mà dùng ơn mà báo thù hay chưa? Đó, thì chúng ta sẽ trở lại với phần 3 sau một vài giây phút dành cho quảng cáo quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 3 của chương trình Bạn Nghĩ Sao cùng với Trúc Loan, Luân Trường và Hà Vi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đang bàn thảo về cái việc mà có oán gọi là có ơn phải trả, có thù phải báo. À đúng rồi, có ơn thì phải trả và có thù thì phải báo với nhiều quý vị. Mà mình báo bằng cách nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng bàn luận. Cái chủ đề nó hơi rắc rối rồi chào đi. Thì chúng ta đã trả thù cho bản thân mình rồi, vậy chúng ta nói cái chuyện là trả thù giùm thì sao? Trong giờ ở Việt Nam có nhiều cái dịch vụ làm giùm, ví dụ là đi bắt thuê chẳng hạn, đi đánh ghen thuê chẳng hạn, đó đòi nợ thuê. Bây giờ ví dụ có đi trả thù thuê không? Cái đó chắc có, em nghĩ làm là có người yêu nha. Thuê này, làm ba mẹ thuê, ba mẹ thuê luôn, có luôn, dịch vụ bây giờ là trả thù thuê. Thì bây giờ có bây giờ mà chị Harvey hay là bé Trúc Loan mà đi trả thù giùm những người mình quen hay là những người mình quý, những người thân của mình hay chưa? Đi trả thù kính lạ đắc thọ chứ, kính lạ đắc thọ, kính lạ đắc thọ. Vì nhớ là lúc trước có một cái người bạn đó, thưa quý vị, là họ có người yêu này lăng nhăng đó, sau đó họ nhờ là đi theo dõi dùm. Thì là Hà Vi biết cô này là cứ đi theo cái anh đấy hoài, xong đến thay phiên nhau. Làm vệ tinh không? Chỉ động không? Đó, sai. Cái đó là hình như cũng là trả thù dùm hả? Không, cái đó chỉ là chỉ theo dõi thôi. Làm tay sai thôi. Làm tay sai thôi. Đó, là cũng ấm ức cho cô này khi mà thấy cái anh này mà đối xử với bạn mình không tốt, nên là mình cũng muốn giúp đỡ, nên là mình cũng đi làm thông tin liên lạc dùm. Rồi, trả thù dùm đôi khi là thí dụ như là chị thấy là ồ, chị đang làm đi ra ra dùm cho bạn chị đúng không? Xong thấy cái anh này đang gọi là đang nói chuyện với cô khác rất là gần gũi với hàng đây, đang tán dóc, đang gọi tán tỉnh, tán tỉnh đó. Thì chị sẽ lại chị làm cách nào đó để cho phá hoại cái chị đó, tức là chị đang trả thù đêm đó. Có gì chị làm chưa? Thì chưa bao giờ làm, nhưng mà nếu như Hà Vi gặp trường hợp đó thì cứ đến thẳng gặp chào anh này và nói chuyện về cái cô bạn gái của anh thôi. À, ê sao như này Vi sao rồi? Bạn gái anh đó, ủa có biết Vi bạn gái anh không? Vậy đó. Đó, nói như vậy luôn, thẳng thắn hừng luôn đó, để cảnh báo cho biết rằng, hoặc là cũng có thể mình chụp hình gửi cho cái cô bạn mình để biết mà đề phòng anh người yêu. À, chị chơi kiểu đó luôn. Đúng rồi. Luôn.
Nhưng mà anh, bởi vì anh cẩn thận, anh đi đâu anh phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, nhất là đúng anh rồi. Phải coi coi cái địa điểm chị Hà Vy ở đâu. Đó. Đó, chị Hà Vy mà ở Hà gần Vy đó là lúc nào mà cũng muốn là làm gì cũng phải có bằng chứng thưa đó, quý vị. Có bằng chứng chứng tòa. Tại đó. Vì khi mà mình nói xong về cái anh người yêu anh phủ nhận cái việc đó rồi cái cô bạn mình tổn thương nói là, vậy là mình nói xạo hay là mình muốn phá hoại hạnh phúc gia đình đó. Nên là phải có bằng chứng. Cho nên là tốt nhất chúng ta thời buổi này cũng đang mùa dịch cho nên chúng ta nên đeo khẩu trang quý vị nha. Và nếu như quý vị có những mái tóc mà dễ như biết như lương trường thì nên đổi tóc giả của Just Style hoặc là cách nào đó để mà tóc chúng ta không có giống như original. Có một cái sự quảng cáo khá hình ví dụ như vậy. Ví dụ như là người chúng ta lỡ khi anh à em thấy là cái cô bạn em chụp hình anh với đứng cô này lái đó. Cô này anh không biết, cái này anh càng không biết luôn. không phải anh không nha. Phải anh. Còn em thì sao? Em có gì để trả thù giùm chị cái đó chưa? Trả thù giùm thì không có quý vị, nhưng mà vô tình đó là bảo vệ bạn rồi xong rồi mình gánh hậu quả. Cái này á là cái câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi quý vị, cái này là ngày xưa lúc mà còn rất là nhỏ, mới lớp 4, lớp 5 thôi mà bài đặt muốn làm anh hùng. Bài đặt muốn làm anh hùng là tại vì giống như chú Lan nói ở phần trước đó là chú Lan chơi rất là ít bạn, và trong cái nhóm ba cô bạn thì một cô là phản bội, một cô là mình lại rất là thân. Thì cái lúc mà cái đó là lớp 5 chắc chắn nhớ chính xác luôn, tại trong đời nó xảy ra có một lần đó thôi à. Đó thì cái bạn này là có một cái anh con trai đó là theo đuổi cái bạn này mà mới lớp 5 mà bị đặt đi cua gái quý vị. Ê, đừng nói nha. Dạ anh đừng nói nha, lớp 4 lớp 5 cua gái nhá. Lớp 1 đã cua gái rồi. Rồi vậy là mới có tí tuổi đầu đi cua gái rồi quý vị. Đó thì cái trường hợp này cũng như vậy, anh coi chừng hơi là anh không gặp em. Là bạn Trú Loan á là bị cái một cái bạn trai đi theo mà giống như là quý vị biết không, bạn Trú Loan là không thích. Mà cái ông này á, ông này là cứ đi theo mới bé lớn mà đi theo người ta rồi á, ghẹo người ta, chọc ghẹo người ta mà giống như người ta không thích mà cứ nắm tóc người ta rồi. À cái đó được chạy không được. Cái kiểu như vậy á, quý vị có nghĩa là cô gái mà cô không có khéo. Đúng rồi, mình có lịch lãm xíu lịch lãm thôi. Đó. Chưa có kinh nghiệm, hoặc là giúp đỡ thôi. Không có kinh nghiệm. Mới lớn chưa kinh nghiệm. Đó. Thì Trú Loan nghe bạn Trú Loan than phiền, nó là trời ơi nó cứ đi theo hoài à, giờ sao đây, bây giờ bực bội quá à, ngày nào nó cũng đi theo sáng trưa chiều tối, bây giờ đi ăn trưa giờ ra chơi đó quý vị cũng đi theo nhỏ sợ. Xong rồi nhỏ đi than vãn với Trú Loan, mà lúc đó Trú Loan là rất là thương bạn, tại vì chơi ít bạn lắm cho nên là quý bạn lắm kìa, thấy bạn có vấn đề là mình muốn kiểu mình xông pha lên, mình làm anh hùng, mình bảo vệ bạn. Cái bắt đầu ra về á, là nguyên lớp ra về hết, thì cái ông con trai đó ông chưa có ra, bạn Trú Loan là Trú Loan còn ở lại à. Thì em kêu ok mày đi ra đi, xong cái thằng con trai đó nó mới lên, nó nói là nó cản lại, nó không cho bạn Trú Loan đi ra. Thì em đang cầm cái cặp, em mới nói là bạn đi ra nha, nếu mà bạn mà cứ bu bu theo tụi tôi là tôi quơ cái cặp trúng ráng chịu nha. Cái thằng kia nói tôi không nghĩ bạn dám làm đâu, và thật sự bình thường em đi học thì em rất là chết nhát, rất là nhát, không dám đụng tới ai hết à. Cái tự nhiên hôm đó em nói xong rồi bạn nó nói gì cái mình bị kích thích lên, giống như là mình cảm thấy là mình đã nói, mình đã cảnh báo rồi mà không tin thì ráng chịu. Cái em quơ cái cặp vô, mà lúc đó là ở bên Việt Nam là đeo cái cặp đeo chéo thì cái dây nó dài ra, thì mình quơ qua quơ lại thôi, thì cái bạn này vẫn sấn tới. Và không hiểu sao lúc đó là bạn sấn tới mà lại trúng cái chỗ nào mà nó có vẻ là nó hơi cái móc khóa hay cái gì chỗ đó, cái cặp nó hơi bén yeah, cái móc khóa của cái cặp. Đó thì làm em nhớ là hình như là làm trầy cái, hình như là làm quẹt trúng ngay cái mặt bạn hay sao đó, nó hơi đỏ đỏ thôi chứ cũng không gì hết. Bạn về bạn khóc với mẹ, bạn về bạn khóc. Lớp 5 đi cô gái quý vị, có nghĩa là có bản lĩnh đi cô gái, nhưng mà khi mà bị trầy bị thương là bắt đầu rồi về khóc. Đó là đôi khi là một cái phần yếu, ví dụ là một cái sự yếu đuối, bên trong góc yếu đuối của người đàn ông yếu đuối phải hiểu như vậy, không chấp nhận được. Không phải là ông nào cũng không khóc đâu. Rồi làm sao đi về khóc với mẹ, rồi mẹ vào trường bán vốn. Mà anh biết là từ xưa, từ nhỏ tới lớn là em chưa bao giờ bị mời phụ huynh, chưa bao giờ mà có vấn đề, nhất là chuyện học thì nó ổn hết rồi, mà không có chơi bời lêu lỏng gì hết quý vị. Cái tự nhiên lần đó được mời phụ huynh, trời ơi ba em vào. Xong rồi ba em nghe phụ huynh bên kia than vãn là tại sao anh lại để con gái anh hả, là đánh con em như vậy. Con em hả, từ nhỏ tới lớn em không dám đánh một cái nào hết, em không dám, em chỉ sờ mặt nó thôi là em cũng đã giống như là rất là quý báu cái gương mặt của nó rồi, mà tại sao mà anh lại để cho cháu nó làm vậy này nọ. Ngày bạo động học đường á. Trời ơi, xong là sau quý vị về bị đánh đòn. Ủa, bị đánh đòn hả? Quá trời luôn, em về em bị đánh đòn trời quá trời anh luôn. Anh mà kêu tại sao, anh có con gái mà kêu tại sao con gái anh đánh con trai tôi vậy, nó là
tại vì chị nhỏ giờ không quy quýnh nó, cho nên chị mà quýnh nó quen là nó bị chút xíu nó đâu hấp đâu chứ đâu có được. Rồi đàn ông mà cái chuyện mà học sinh được đụng chạm nhau quýnh lộn chuyện bình thường, không có gì chứ. Luân trường thì có chuyện khác, luân trường không phải nạn nhân mà luân trường được gọi là miếng tiếng sống ngay trước mặt luôn. Đà luân trường có, trong lớp học hồi có cấp 2 thì có trong lớp có một cô kia rất thích thằng bạn thân của luân trường, mà cái thằng bạn thân luân trường là thích một cô gái khác. Thì cái cô gái này á là có một người bạn, cô gái bạn thân khác cũng trong lớp luôn. Cái mối quan hệ này nó bắt đầu rắc rối đó, đúng rồi. Cái cô A thích anh B, cái cô A thích anh bạn. Anh bạn thì thích cô C. Cái cô A này có cô bạn là cô B chẳng hạn. Đó. Chóng mặt quá. Cái cô B này là cái cô bạn là đứng ngoài, người đứng ngoài, người thứ ba, người đứng ngoài thôi đó. Thì á là tự nhiên có hôm kia thấy cái cô mà thích anh bạn đó đang đứng khóc. Tại vì cô kia chỉ biết được là anh bạn này thích cái cô kế lên lớp thôi, đứng khóc, trên đứng khóc buồn, đứng khóc. Mà cái cô đó chưa giờ thổ lộ với anh này hết á. Mặt kìa, ngu không hiểu luôn kìa. Cái quan hệ này ba cô gái trong đây đúng không? Ba cô gái. Cái cô okay, không hiểu luôn kìa. Là cái cô yêu đơn phương. Ok, giờ thí dụ trường hợp là ba đứa mình đi. Ok nè, ví dụ như là chị Hà Vy là cái cô yêu đơn phương. Yêu đơn phương. Ví dụ như là đó trong ví dụ đơn trường là cái người bạn đó đây ha. Cái xong rồi nhưng mà đơn trường là thích cái cô khác. Đơn trường thích một cái người khác, một cái cô khác. Em bạn của cô này. Em là bạn chị Hà Vy, ok rồi. Cái hôm trước cái chị Hà Vy á biết là anh thích cái cô bên cạnh. Thế xong chị Hà Vy buồn, chị Hà Vy khóc nức nở luôn. Cái xong em đứng cái bên thấy cô này khóc. Chị không nổi. Muốn làm anh hùng tiếp. Đi thẳng gặp mặt anh. Không cần nói trên á, kêu ê, tát bớt một cái. Trời ơi. Tát mà lúc đó anh đang đứng đá cầu chung. Hết điện thoại anh kêu ê, cái xong anh quay lại đứng, thằng đó đứng cái bên tát bớt lên nó hồn nhảy luôn. Tát bớt cái này không biết chị Trâm nguyên bàn tay đỏ. Một bàn tay. Cái xong nó kêu xong cô đó nói là cái tát này là dành cho cô này. Xong bỏ đi. Tát giùm cô này. Cuối cùng hai năm không hiểu gì thế nào. Ai đó vậy, tại vì luôn dùng đâu biết là cô này thích mình đến phối nó cái hàng vậy. Đó tự nhiên bị tát như vậy. Sau là đó thời gian, xong rồi những người khác trong lớp mới nói là cái cô đó hôm bữa khóc là tại vì mày đang đứng nói chuyện cô kia thân quá. Nên cô buồn cô khóc. Vậy cô này vậy. Báo thù dùm thì cũng đó. Là nó giống chuyện của Trúc Loan thôi. Cũng là cái dạng đi báo thù dùm đó. Báo thù dùm đó. Nhưng mà cái này á, khổ cái là trong cái chuyện của em á, là cái người kia biết cái vấn đề gì đang xảy ra. Đúng rồi. Còn cái này là anh này là bố tội luôn. Anh không biết gì xảy ra. Nhưng đang nói cầu đáng được cái gì quay là cái bố đi mặt. Do thì cái việc mà báo thù dùm ở Việt Nam bây giờ cũng rất là nhiều. Như là cái anh này cũng ngoại tình rồi là dắt cả mẹ chồng rồi mẹ đẻ rồi một đại đội thưa quý vị là tới đó để bắt quả tang để cho làm bằng chứng luôn. Không đó, thì có cái câu chuyện đó đúng rồi. Thì nói chung là cái chuyện mà báo thù dùm á thì thường thường chúng ta một á là những người đó chúng ta quá thương, quá thân thiết, chúng ta cảm thấy là người này không có đủ cái khả năng đứng dậy hoặc là họ sức họ một người không đủ. Phải có một nhóm người mới đủ. Đâm ra là làm người đó mới cố gắng giúp những người đó để báo thù dùm. Hoặc á là gọi hoặc là anh chị hùng. Âm mưu. Có nghĩa là người thuộc đã bày mưu ra đúng không? Đúng rồi đó. Đó thì nãy chúng ta nói đó thì chúng ta sắp hết thời gian, chúng ta nói nhanh về cái chuyện là nếu như chúng ta đã bị người khác tạo ra cái mối thù đó thì có bao giờ trong cuộc sống chúng ta đem ơn ta báo oán hay chưa? Cũng một cách báo là cái thù đó nhưng mà dùng cái ơn của mình báo là gì người đó. Em nghĩ là hay nhất. Cái đó là cái cách hay nhất có gì để chị báo làm, của một chị nói người đó. Bây giờ hỏi đột xuất quá chưa nhớ ra luôn. Thật ra thì Hà Vy thấy những người mà họ giúp mình thì mình báo báo ơn lại thôi. Chứ còn Luân trường có một câu chuyện thế này. Bản thân Luân trường là hồi đó cấp 2 Luân trường có quen một cô bé kia. Nhưng mà cô bé kia đang lúc quen mình, cô bé kia lại thích người bạn thân của mình. Lại tình cảm. Nhưng mà cái người bạn thân của mình lại không thích cô bé đó. Xong cuối cùng bản thân mình vui lắm, mình là bạn trai của cô này mà mình lại đi khuyên cô này là đừng có buồn nữa. Và ok không đừng có buồn nữa. Rồi xong rồi bản thân mình đi gặp thằng bạn mình kêu ê nó thích này kìa, mình thích nó đi. Không nghĩ đó đang là bạn gái của mình. Đó một cách mình lấy ơn báo oán đó. Cuối cùng chị không thể ra được. Làm mai mối cho cái cặp đúng rồi. Cặp còn lại. Okay. Mình sẵn sàng mình từ bỏ chuyện đó luôn. Mặc dù mình là người mình bị đâm đó nhưng mà mình vẫn đem cái chuyện đó mình giúp cái cô đó tác hợp. Nhưng mà người bạn thân mình kêu là tao đâu thích đâu. Thật ra thì cuộc sống nó cũng có rất là nhiều vấn đề báo thù báo oán thưa quý vị, nhất là nhiều cái chuyện mà gia đình hàng xóm đó ảnh hưởng đến nhau nhiều lắm. Thì trong cuộc sống của chúng ta nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là mình vị tha, mình tha thứ được á, thì chúng ta sống nó sẽ thanh thản nhẹ nhàng hơn. Thay vì chúng ta cứ để trong lòng mình những cái mối thù lâu ngày nó sẽ bị ứ tắc
thưa quý vị, nó bùng nổ lúc nào không hay đâu. Thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi, hai bạn có điều gì muốn nói không? Thì Đương Trường biết là đôi khi có những mối thù mà chúng ta không trả không được, thì chúng ta làm sao trả nó một cách thật là thông minh và không có ảnh hưởng đến những người bên cạnh, cũng như là gọi là vi phạm pháp luật. Và nó trong một cái giới hạn cho phép, thì cái việc làm để cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà ý Luân Trường này là không khuyến khích đi trả thù bằng cách là lấy thù báo thù, nhưng mà ý chúng ta là ý Luân Trường này là làm sao để cho cuộc sống chúng ta tốt hơn thôi, ý là vậy thôi. Đúng rồi thưa quý vị, chúng tôi không muốn bắt buộc quý vị là không có khuyến khích, thứ nhất là không khuyến khích báo thù, và thứ hai là cũng không bắt buộc quý vị là người ta gây ra những cái tổn thương cho mình mà mình phải đi báo ơn người ta. Mình không có bắt buộc quý vị làm như vậy. Nhưng mà những cái trường hợp nào mà họ gây tổn thương cho mình, thì nếu mà mình bỏ qua được, giống như chị Hà Vy chia sẻ, mình vị tha được thì hãy làm đi quý vị. Tại vì cái đó là cái cách mà chúng ta giải thoát cho bản thân của mình. Còn mình, nếu mình cứ giữ cái mối thù đó, mình cứ giữ cái sự hận thù đó trong lòng đó, thì mình chỉ đang làm khổ mình thôi. Chưa chắc gì cái người kia họ cảm nhận được cái sự đau khổ của mình nữa. Cái đó báo thù cứ triền miên phải không? Cứ triền miên, cái vòng nó cứ lặp lại. Quan quan tương báo bao giờ mới hết. Dạ vâng. Và thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Bạn Nghĩ Sao. Và nếu như quý vị có những câu chuyện báo thù, báo oán hay là trả ơn, thì quý vị cũng có thể gửi email về cho chúng tôi với địa chỉ đang có ở trên màn hình. Mến chúc quý vị và gia đình có nhiều sức khỏe và một mùa lễ hội nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.